Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30. Xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ làm tốt công tác quản lý đất đai. Huyện Phù Cừ còn tồn đọng hơn 4.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gương anh Phạm Thế Hiệu có nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Từ vụ ô tô đưa đón học sinh làm 3 em rơi xuống đường ở tỉnh Đồng Nai, cảnh báo nỗi lo xe đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ, các đại biểu đã bầu bổ sung ông Đào Văn Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh và ông Vũ Xuân Học, trưởng phòng nghiệp vụ 3, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh quán triệt, triển khai 6 văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các nội dung, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển cho từng giai đoạn tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quy định về độ tuổi, nhân sự tham gia đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng các tỉnh, thành phố, thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, nâng cao năng lực phương tiện phòng thủ cho các quân khu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác người khuyết tật, về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020, tờ trình về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đến hết tháng 11, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt gần 10%, tổng thu ngân sách đạt 14.450 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 11.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã chuyển đổi thêm được gần 3.000 hecta diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác, nuôi thả thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người lên mức 74 triệu đồng trên năm. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư và phát triển nhanh, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt mục tiêu đề ra, 100% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, không chủ quan với kết quả đạt được, nhiệm vụ của các huyện, thị xã, thành phố từ nay đến cuối năm còn nặng nề, đòi hỏi các địa phương cùng nỗ lực bứt phá để đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu về thu ngân sách. Đồng chí yêu cầu các địa phương quán triệt về quản lý đầu tư công phải căn cứ vào nguồn lực địa phương để xây dựng kế hoạch đầu tư, kiên quyết không để tình trạng nợ đọng đầu tư công sang nhiệm kỳ sau. Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông để mở ra quỹ đất thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và đô thị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng gợi mở một số vấn đề về phát triển kinh tế, thu hút dự án và đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải tỏa công trình xây dựng trái phép, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xử lý rác thải để các đại biểu, các ngành, các địa phương cùng bàn bạc thảo luận, thống nhất tìm ra giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã biểu dương những nỗ lực,
kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đạt được. Đồng chí yêu cầu thời gian còn lại của năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ trên cơ sở kết quả đạt được cần liên hệ đến các hạn chế để có những biện pháp cụ thể khắc phục tồn tại, đồng thời quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành các mục tiêu của năm 2019, tạo đà tăng trưởng trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Thứ nhất, tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá mà Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã xác định, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khơi thông các nguồn vốn, thúc đẩy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp, đô thị, giao thông và thương mại dịch vụ, các công trình quan trọng khác theo quy hoạch, tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, nâng cao chất lượng thẩm định dự án và hiệu quả xúc tiến đầu tư. Rà soát, tập trung xử lý điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng để thực sự tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực đất đai, bảo đảm quy định pháp luật, đồng thời thúc đẩy phát triển ổn định xã hội, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở triển khai các quy hoạch có liên quan, bảo đảm theo luật quy hoạch, đẩy nhanh thực hiện đồng bộ các giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và phát triển đô thị theo chương trình và quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là đối với địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Thứ hai, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nhất là nông nghiệp, để thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp thực chất hơn nữa, khuyến khích phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra cho nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Thứ ba là tăng cường quản lý đất đai tài nguyên khoáng sản theo quy hoạch kế hoạch để khai thác sử dụng bền vững cho phát triển, thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá, xác định trữ lượng, đấu giá quyền khai thác khoáng sản và đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá khi thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm xây dựng trái phép trên đất canh tác, vi phạm công trình thủy lợi, giao thông và hành lang lưới điện cao áp, không để xảy ra tình trạng tái phạm và không để phát sinh vi phạm mới. Thứ tư, tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời chú trọng giáo dục kiến thức gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh, sinh viên. Thứ năm, là phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các ngành trong giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện tiếp nhận, xử lý kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, nhất là đối với các cơ quan thuế, tài chính, khối nội chính, thanh tra, kiểm tra, các bộ phận làm việc thường xuyên tiếp xúc và phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể tỉnh tập trung chỉ đạo bồi dưỡng cán bộ và giới thiệu bố trí nhân sự tham gia cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Những cán bộ có phẩm chất, có trình độ, nhất là thực tiễn năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để lãnh đạo cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ trong xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Cũng tại hội nghị, tỉnh ủy đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do chuyển công tác được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn,
Những năm qua, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ luôn làm tốt công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, công trình thủy lợi. Nhiều năm liền xã không xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai. Xã Minh Phượng có diện tích đất tự nhiên là trên 380 ha, trong đó đất nông nghiệp là 240 ha. Những năm qua, người dân không ngừng chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cam, bưởi và nuôi thả thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay đã có hơn 200 hộ chuyển đổi với diện tích gần 50 ha. Tuy nhiên, xã không xảy ra tình trạng xây dựng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Đã từng có nhiều hộ tập kết nguyên vật liệu để xây dựng trái phép, nhưng sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, đã nghiêm chỉnh chấp hành như hộ ông Nguyễn Văn Phá, Nguyễn Hữu Tý, Phạm Văn Đại. Lúc đầu gia đình cũng có ý định là muốn xây dựng để vừa trông nom và chăn nuôi. Thế nhưng mà được sự vận động mới tuyên truyền của ủy ban nhân xã thì gia đình tôi cũng không xây nữa, tại vì là thấy như thế nó cũng là sai. Xã tuyên truyền thì chúng tôi chỉ trồng cây thôi chứ không xây lều lán trại gì, cũng không có mất trộm mất cắp gì cả thì chúng tôi cũng yên chí. Để làm được điều này, xã luôn tích cực chủ động nắm bắt tình hình, đặc biệt là những khu vực nhạy cảm về đất đai, kiên quyết không bán, khoán đất trái thẩm quyền. Công tác giao đất cho thuê đất được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình. Xã cũng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về luật đất đai để người dân nắm được các quy định của pháp luật. Đảng ủy thường xuyên có nghị quyết ra cho Ủy ban nhân dân xã và các ngành là triển khai thực hiện. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Khi thấy có dấu hiệu của các hộ mà có ý định xây lều lán thì Ủy ban nhân dân xã sẽ kịp thời là xuống tuyên truyền vận động bà con. Do làm tốt công tác quản lý đất đai nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thuận lợi. Đến nay, xã đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trên 1.000 thửa đất ở, đạt tỷ lệ 100% và cấp đổi được trên 80% số thửa đất nông nghiệp. Vì vậy, đã góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hiện nay, huyện Phù Cừ vẫn còn tồn đọng hơn 4.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng. Trong đó có gần 3.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, gần 800 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thủy sản và cây lâu năm, trên 2.700 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lúa. Việc tồn đọng diễn ra ở hầu khắp các xã thị trấn, trong đó xã Đoàn Đào còn tồn đọng trên 600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Hầu hết các giấy chứng nhận đang tồn đọng tập trung ở giai đoạn thực hiện dự án VLAP, bởi các nguyên nhân như người sử dụng đất chưa có nhu cầu nhận giấy chứng nhận, chưa nộp đủ các thủ tục dân sự, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và có sự thay đổi về ranh giới, mốc giới, diện tích thửa đất so với nguồn gốc. Hiện nay, các xã vẫn đang tích cực tuyên truyền người dân đến kê khai và hoàn tất hồ sơ để chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện tổ chức trao tại các xã. Sau dịch tả châu Phi hồi giữa năm, đàn gà của huyện Văn Giang đã tăng lên đáng kể. Thời điểm này, các hộ chăn nuôi đang tập trung chăm sóc để chuẩn bị xuất bán vào dịp Tết. Không chỉ có gần 200 hộ chăn nuôi gà ở xã Nghĩa Trụ tăng đàn, mà trên địa bàn huyện còn có thêm gần 100 hộ cải tạo chuồng trại lợn chuyển sang chăn nuôi gà. Thời điểm này, tổng đàn gia cầm của huyện lên tới trên 350.000 con, trong đó chủ yếu là gà, tăng khoảng 50.000 con so với đầu năm. Theo các hộ cho biết, thông thường đều nuôi theo hai phương thức là gà thương phẩm và gà đẻ để bán trứng. Nhưng năm nay, do khan hiếm thịt lợn nên lượng gà thương phẩm chiếm đa số. Với các hộ chuyển nuôi sau dịch tả lợn châu Phi, dự kiến đến Tết sẽ đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg. Hiện nay giá bán trung bình khoảng 80.000 đồng kg thì mỗi con gà cho thu lãi khoảng 70 đến 80.000 đồng. Tuy nhiên với giá thịt lợn tăng cao như hiện nay thì dịp Tết rất có thể giá gà tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, hăng say và luôn học hỏi, tìm tòi trong công việc. 15 năm làm việc, anh Phạm Thế Hiệu, Phó Tổng trưởng ca Phòng cán thép Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, khu công nghiệp Phố Núi A đã có hơn 10 sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm và thực tế sản xuất, anh Hiệu luôn là người chủ động theo sát các chuyên gia nước ngoài và tìm cách cải tiến máy móc để giảm sức lao động của công nhân, tăng năng suất cho doanh nghiệp. Trong 10 năm qua, anh Hiệu đã có nhiều giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đánh giá cao, tiêu biểu như sáng kiến thiết kế nắp chụp bảo ôn phôi trước khi ăn vào giá cán,
sáng kiến gia công chế tạo hộp nước chảy tràn lò sinh khí, sáng kiến gia công khay nước giá đỡ đế ghi đáy lò. Không chỉ hăng say cho công việc chuyên môn, anh cũng luôn dành thời gian để trao đổi truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho công nhân mới hoặc công nhân luân chuyển cương vị để những người mới nắm bắt nhanh công việc, hạn chế mắc sai sót. Anh Hiệu là một cán bộ đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác quản lý và hạn chế đến mức tối thiểu các nguy cơ gây mất an toàn trong lao động. Với nhiều đóng góp và cống hiến trong công việc, anh Phạm Thế Hiệu đã nhiều lần được khen thưởng, biểu dương như Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Vừa qua, anh vinh dự là một trong 11 cá nhân điển hình của cả nước được vinh danh tại chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2019. Sáng ngày 29 tháng 11, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục và Y tế Hà Vân đã tổ chức khai trương phòng khám đa khoa Yết Xanh Hưng Yên tại khu trung tâm thương mại xã Dân Tiến, huyện Khoai Châu. Phòng khám đa khoa Yết Xanh Hưng Yên có cơ sở vật chất khang trang, 5 tầng, thông thoáng, được bố trí thành nhiều phòng chức năng như cấp cứu, nội ngoại, sản nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, siêu âm, chụp X-quang kỹ thuật số, xét nghiệm, v.v. Các phòng khám đều được lắp đặt thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại, cùng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu đủ khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu thăm khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm sau 6 năm hoạt động của phòng khám đa khoa Yết Xanh Hà Nội, phòng khám tại Hưng Yên sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe tuyển dụng và các dịch vụ thuê bác sĩ điều dưỡng nhằm tăng thêm nhiều lợi ích cho khách hàng. Được biết hiện nay, hệ thống phòng khám đa khoa Yết Xanh đã có mạng lưới hơn 500 khách hàng là doanh nghiệp mỗi năm khám sức khỏe định kỳ cho trên 500.000 lượt người, trong đó có tới 60% là khách hàng của các doanh nghiệp có nguồn vốn FDI đến từ Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo môi trường thời gian qua, huyện Văn Lâm rất chú trọng di rời các cơ sở sản xuất nhựa ra khỏi khu dân cư bằng việc xây dựng các khu cụm làng nghề. Tuy nhiên, bên cạnh một số địa phương làm tốt công tác di rời các hộ sản xuất nhựa ra khỏi khu dân cư, thì vẫn có những nơi còn xem nhẹ công tác này. Đơn cử như tại thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, hiện nay vẫn còn tồn tại gần 20 hộ chuyên sản xuất tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường. Nằm trong khu dân cư nên mỗi khi các cơ sở đi vào sản xuất là mùi nhựa tái chế xông lên, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở sản xuất còn để hàng hóa lấn chiếm hết cả đường làng, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Nghiêm trọng hơn, một số cơ sở tái chế nhựa trong quá trình sản xuất còn xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra sông Huyệt Đức. Hầu hết các cơ sở sản xuất nhựa chủ yếu là tự phát, đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất nhựa ở thôn Hành Lạc đã được người dân nhiều lần phản ánh đến cấp chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng của huyện Văn Lâm, nhưng vẫn chưa được xử lý một cách triệt để. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, dư luận rất bức xúc về vụ việc ô tô đưa đón học sinh một trường tiểu học ở tỉnh Đồng Nai đang chạy bất ngờ bung cửa sau, khiến ba em rơi xuống đường. Qua vụ việc có thể thấy, công tác đưa đón học sinh bằng ô tô ở một số trường còn nhiều bất cập. Phản ánh tình trạng này tại thị xã Mỹ Hảo. Những chiếc xe cũ kỹ, hết hạn hoặc không có đăng kiểm. Xe được chế lại, nhưng vẫn nhồi nhét học sinh rồi chạy băng băng trên đường. Đây là hình ảnh dễ thấy về xe đưa đón học sinh ở các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thị xã Mỹ Hảo. Những năm gần đây, nhiều bậc phụ huynh phải xoay sở tìm phương tiện đưa đón con em mình đến trường, do nhà ở xa các cơ sở giáo dục lại không có thời gian đưa đón con. Nhu cầu cao nhưng số xe chở học sinh lại ít, nên nhiều nơi xuất hiện tình trạng sử dụng xe cũ, hết hạn đăng kiểm, hoán cải thành xe đưa đón học sinh, tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Về phía gia đình chắc chắn là cũng phải có một phần suy nghĩ, nhưng mà cứ nghĩ lại là coi là không còn cái xe nào khác, vì thì coi là tất cả các anh em, các cháu người trong xóm gửi thì mình cũng phải coi là gửi theo. Theo quan sát của nhóm phóng viên, hiện nay đa số các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đều có xe đưa đón học sinh. Trong đó, chỉ có các trường tư thục là chủ động hợp đồng với chủ xe. Còn lại, ở các trường công lập hoàn toàn do một nhóm phụ huynh tự hợp đồng, không thông qua nhà trường. Điều đáng nói là những chiếc xe này đa phần đã hết đát, bên ngoài cũ kỹ, rách te tua. Bên trong, các hàng ghế được chế thành băng để chở được nhiều học sinh hơn. Phụ huynh dù lo lắng cho sự an toàn của con em mình,
song không có nhiều sự lựa chọn. Còn nhà trường cũng khó để kiểm soát. Khâu quản lý đang gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì đây là một cái việc làm tự phát của phụ huynh, của một hai tổ dân phố thôi chứ không phải toàn trường. Trao đổi về vấn đề xe cũ nát đưa đón học sinh, cơ quan chức năng đưa ra nhiều giải pháp. Tăng cường các công tác tuần tra kiểm soát vào các tuyến đường liên xã, liên thôn để nhằm phát hiện ra các xe hết niên hạn sử dụng, tuyên truyền đến các nhà trường và cũng có các văn bản tới các cam kết đấy các chủ phương tiện và các phụ huynh học sinh là không để các cháu là ngồi trên các phương tiện hết niên hạn sử dụng và không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đến nay công an thị xã Mỹ Hào cũng mới chỉ thu giữ được 2 chiếc xe đưa đón học sinh không đủ điều kiện hoạt động ở phường Minh Đức. Xe hết hạn kiểm định, xe cải tạo lại để đưa đón học sinh vẫn đang hoạt động mà chưa được xử lý cương quyết. Nó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn rất lớn. Các bậc phụ huynh và học sinh dù lo lắng, nhưng vì không có phương tiện khác, nên vẫn đành nhắm mắt bước lên. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.